khách mua một cái gù LED gắn vô xe với một cái mức giá rẻ hơn rất là nhiều. Thông thường thì cái gù này vẫn gắn được bình thường nha các bạn. Nhưng mà đặc biệt một cái là cái gù này là một sản phẩm bị lỗi. Hello các bạn, chào các bạn đến với Xem Shop. Mình là Dương, nhân viên của shop. Thì hôm nay mình sẽ làm một video về lưu ý khi các bạn mua sản phẩm. Có một khách hàng qua shop mình muốn lắp đặt sản phẩm, đó là gù LED Spirit Beast. Cặp này có giá là 500 ngàn một cặp, cả mạch, cả công lắp đặt dành cho xe WinX thì nó sẽ dao động tầm 850 ngàn. Thì khách có ghé một cái shop khác mua một cái sản phẩm như vậy. Đây, khách mua một cái gù LED gắn vô xe với một cái mức giá rẻ hơn rất là nhiều. Thông thường thì cái gù này vẫn gắn được bình thường nha các bạn. Nhưng mà đặc biệt một cái là cái gù này là một sản phẩm bị lỗi. Nói lỗi ở đây là sao thì mình sẽ cho các bạn xem rõ hơn nha và so sánh. Thì đây là một cái gù LED chính hãng. Thì cái phần dây điện nó sẽ nằm trong cái phần lõi ốc như thế này. Sẽ có một cái lỗ để đưa dây từ trong gù LED ra ngoài. Sợi dây này sẽ đi vào trong lỗ của ghi đông của xe và vào trong phần xe này. Thì cái sản phẩm gù LED mà khách mua thì nó không như vậy các bạn. Thì cái phần dây nó nằm ở ngoài, thay vì là nằm ở trong cái lỗ ốc trong đây thì nó sẽ nằm ở ngoài. Và con ốc này không có được CNC lỗ để hỗ trợ dây đi từ trong ra ngoài. Để tiết kiệm chi phí thì nó khoan một cái lỗ ra đây, đưa dây LED ra ngoài. Cái việc này dẫn đến vấn đề là khi các bạn gắn vào ghi đông như thế này thì cái phần dây này không thể đi vô trong cái phần xe được. Mà các bạn muốn lắp đặt thì cái dây nó đi như thế này nè các bạn. Đi như thế này thì ai mà lắp đặt được. Thường thì những sản phẩm này chỉ có thể thay thế cho xi nhan được thôi nha các bạn. Chứ không thể nào mà dùng một cái sản phẩm này mà gắn vô cái gù tay lái này được. Khi mua những cái sản phẩm này các bạn cần lưu ý. Và đặc biệt là nếu mà xét về trong và ngoài á, các bạn nên dùng hàng chính hãng. Tại vì cái phần điện hàng của chính hãng nó sẽ bền hơn. Và cái dây điện này nó sẽ có lõi động lớn hơn để chịu tải cho các bạn sử dụng về lâu về dài. Còn những cái hàng phách như thế này, mình gọi đây là hàng phách nha các bạn, thì các bạn chỉ sử dụng một thời gian thôi. Những sản phẩm như thế này nếu các bạn sử dụng để trải nghiệm thì ok được, còn nếu về sử dụng về lâu về dài thì sẽ không ổn định nha các bạn. Đó là những cái vấn đề mình chia sẻ. Rồi bây giờ mình sẽ nói khách chuyển qua là sử dụng gù chính hãng của Spirit Beast luôn. Rồi bây giờ mình sẽ lắp đặt lên xe và cho các bạn xem quá trình lắp đặt và cái độ sáng nó như thế nào nha. Thì mình đã nhờ anh Phúc thợ ở đây khoan cùm và taro một cái lỗ lớn hơn để bắt vào cùm của xe như thế này. Sản phẩm gù Spirit Beast nó sẽ khác biệt với các dòng còn lại trên thị trường, đó là cái phần để chiếu ra ánh sáng. Thì thay vì bên trong là một cái vòng nhựa thì Spirit Beast là nguyên một khối như thế này để đảm bảo độ bền về lâu và dài, không bị bong chóc và gây tình trạng vào nước. Để phần gù thêm hoàn chỉnh thì shop đã tạo ra một bộ mạch phun chất cắm như thế này tùy theo dòng xe để các bạn có thể lắp đặt dễ dàng. Về phần làm thì mình đã bấm dắt code đầy đủ để tránh cái việc phá zin của xe và việc lắp đặt thay thế nó dễ dàng hơn nha. Và bây giờ mình sẽ hoàn tất việc lắp đặt và cho các bạn xem kết quả nha. Rồi sau khoảng 3 tiếng thì bên mình đã lắp đặt xong gù LED Spirit Beast. Thì bây giờ mình sẽ mở khóa cho các bạn xem ánh sáng nó nha. Thì khi mở khóa lên, đầu tiên các bạn sẽ thấy là nó sẽ có một cái phần đề mi. Thì phần đề mi này á, nó sẽ có những cái màu cho các bạn lựa chọn, đó là trắng, đỏ hoặc là xanh. Rồi, thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem chức năng của nó nha. Đầu tiên là xi nhan. Khi bật xi nhan thì sẽ có bộ mạch điều khiển cái gù này, nó sẽ làm cho xi nhan so le với lại đề mi. Thì hai thằng sẽ so le nhau như vậy. Đây là hai gia. Khi bật hai gia thì kết hợp với cả xi nhan trước và sau, và cái phần xi nhan và đề mi nó sẽ nháy so le liên tiếp với nhau, tạo ra một hiệu ứng rất là đẹp. Và khi các bạn đi ở những tối, đi đêm, đi đèo gì đó thì cái phần này sẽ rất là nổi bật và gây điểm chú ý cho người đằng trước và người đằng sau luôn. Rồi,
Đó là toàn bộ nội dung video ngày hôm nay. Nếu có gì thắc mắc về sản phẩm, các bạn có thể liên hệ vào fanpage hoặc comment bên dưới, mình sẽ giải đáp thắc mắc nha. Và nếu các bạn chưa like và subscribe thì nhớ like subscribe cho mình nha, để ủng hộ shop. Cảm ơn các bạn, chào các bạn.